Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Vân xin chia sẻ một cái chủ đề khá là hay, rất nhiều các bạn quan tâm về vấn đề này, đó chính là đi lao động ở Dubai hay các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bởi vì các bạn có rất nhiều những lời mời rất là hời, rồi lương rất là cao, 3-40 triệu một tháng, rồi công việc như thế này và rất là mù mờ. Và Vân chỉ khuyên các bạn rằng là khi mà các bạn muốn đi sang Dubai hay các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lao động, và các bạn phải tìm hiểu kỹ cái công ty mà tuyển các bạn. Khi mà họ đã đồng ý để các bạn sang bên này làm việc thì các bạn cũng sẽ đọc kỹ cái bản hợp đồng của các bạn những gì các bạn được hưởng, quyền lợi của các bạn là ra sao, một ngày làm việc mấy tiếng và được có được hỗ trợ nơi ở hay không, hay là những cái chế độ khác như nào. Bởi vì khi mà các bạn có cái vấn đề gì đó, khi mà sang đây đã chấp nhận để làm việc với công ty của họ như vậy rồi thì mình phải theo cái bản hợp đồng đó, chứ không thể nào mà các bạn sang đây rồi, đúng không ạ? Thường họ ký với các bạn là 2 năm, đúng không ạ? Bởi vì visa bên này họ đã làm visa lao động cho các bạn thì hiện tại ở Dubai là chỉ có 2 năm, đúng không ạ? Do vậy mình các bạn phải đọc rất là kỹ càng tất cả những cái điều kiện và những cái chế độ quyền lợi các bạn được hưởng, chứ không thể là mù mờ sang đi làm việc rồi các bạn sẽ được kiếm được như thế này như thế kia, mà tất cả phải rõ ràng trên giấy tờ. Bởi vì khi đôi lúc các bạn bảo là sang rồi, đúng không ạ? Ví dụ ở Việt Nam của mình, đúng không ạ? Mình không thích làm công ty này thì mình nghỉ, mình xin công ty khác. Nhưng ở bên này khi mà họ đã ràng buộc với các bạn với cái bản hợp đồng lao động rồi thì các bạn phải bắt buộc làm cho họ, và khi mà kết thúc hợp đồng lao động, nếu các bạn mà muốn kết thúc sớm thì cũng nếu phải phụ thuộc vào cái sự đồng ý của chủ lao động, họ có cho phép đồng ý cho mình kết thúc sớm hay không, hay vẫn bắt buộc mình. Ví dụ mình nói rằng là ok, tôi sẽ kiện ra bộ lao động như thế này như thế kia, nhưng mà tất cả đều có ở trong cái bản hợp đồng lao động hết rồi. Và vậy các bạn hãy đọc kỹ, tất cả kỹ càng trước khi mà các bạn chấp nhận làm việc cho một công ty nào đó ở Dubai, các nước tiểu vương quốc Ả Rập Nhất, tất cả những điều khoản họ đưa ra, để tránh sau này có những phiền phức liên quan đến pháp luật dành cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.